Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Như các bạn đã thấy trên hình, đây là ông Trump và ông đã giành chiến thắng trong cái vòng bầu cử tổng thống Mỹ trong cái nhiệm kỳ vừa rồi và trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Chỉ trong cái vấn đề lập trình của chúng ta ngày hôm nay thì ở cái buổi trước là mình đã giới thiệu với các bạn là về ba cái cách mà khai báo mạng, gồm cách thứ nhất là khai báo đầy đủ, cách thứ hai khai báo rút gọn và cách thứ ba là khai báo kết hợp. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn là về cái trong cái cách khai báo đầy đủ này. Thì hôm trước là mình không cho key thì nó sẽ tự động là đánh key, key 0, key 1, key 2 vào đây. Còn bây giờ mình sẽ đánh key vào và mình sẽ làm một cái ví dụ thực tế ở bên trên form để cho các bạn biết là cái mảng mà ứng dụng ở trong thực tế như thế nào. Đây thì tạm thời mình xóa cái phần này đi. Đây mình chỉ ngồi echo phần này đâu. Đây mình xóa. Đấy, mình khai báo một cái mảng với cú pháp đầy đủ là array làm tuổi là 30, quê quán là Nam Định. Đấy, bây giờ mình sẽ in ra cái này thì các bạn cũng phải khởi động Xamarin trước, sau đó vào localhost php, cái môi trường là định do Sam nó lập ra. Đấy thì mình được một cái mảng là string này, Nam Định 30 đúng không? Đấy. Ví dụ bây giờ mình cho cái mình không cho key cái này nữa, mình cho cái key là tên đúng không? Cái key này có tên là tuổi. Và cái key này nó có tên là quê quán. Bây giờ mình sẽ lại duyệt duyệt mảng lá tiếp. Đấy thì là tên thì được string là 3 đúng không, tuổi là 30 và quê quán đấy. Thì các bạn biết ở đây là key key ở đây là key bằng chuỗi đúng không, key bằng chuỗi nên là mình cho cặp dấu nháy, còn nếu key bằng số thì mình không cần cho dấu nháy cũng được. Đấy thì đấy, lưu ý các bạn là như vậy, nếu đã cho vào trong cặp dấu nháy thì key của nó phải là chuỗi. Đấy, phải chuỗi. Nhưng các bạn không muốn echo như này, nếu mà các bạn đã có key rồi thì các bạn không cần phải duyệt bằng volume nữa mà các bạn chỉ in ra key cũng được. Ví dụ như mình như này, mình echo echo cái mảng là và cái mảng này thì mình lại có cái key, mình cho đây cái key ví dụ là tuổi à tên chấm hỏi. Nếu bạn đoán nó sẽ ra gì thì nó sẽ ra đúng cái tên Lam này không? Kiểm tra này. Đấy, nó sẽ ra đúng, trả lời đúng cái tên của Lam. Đấy, trả lời đúng cái tên là Lam. Tương tự như vậy mình echo biến tuổi phía trên mình cho thêm một cái đấy, Nam tuổi 30 đúng không ạ? Mình đã lấy được cái giá trị Nam và tên và tuổi ra. Đấy. Thì đây là một cái mảng và mảng này nó có key là key do mình đặt sẵn. Đấy.
và các giá trị nữa ở đây. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái bài bài toán ứng dụng thực tế, và nó ứng dụng cái mảng copy này vào trong cái thực tế để cho các bạn nắm được là cái tính ứng dụng của cái mảng này trong thực tế là như nào. Bây giờ mình khởi động rồi. Phải chạy Dreamweaver này. Mình vẫn tạo cái code HTML của Dreamweaver. Đây mình cũng khai báo một cái file nha, PHP. Khai báo một file PHP. Và cái file này mình lưu lại dưới cái dạng là file này mình cũng lưu ở cái phần PHP localhost của mình nhé. Đấy. Phần so sánh này của mình sẽ lưu là mảng. Cái này mình pha này của mình là sẵn là PHP rồi. Bây giờ mình sẽ khai báo một cái form, tạo một cái form. Mà mình cho là cái form đăng nhập. Form đăng nhập. Sau đó mình cho cái thẻ input. Input này thì mình cho một cái thai thai đầu tiên là mình cho nó là text. Kiểu của thai thì nó có nhiều kiểu, mình cho kiểu nhất là text và cái name của nó. Name của nó là mình cho của nó là name là user value, mình cho là rộng. Cái input này thì mình cho đó là nhập nhập sơ. Chỗ này mình cho đây một cái thẻ kia là chỗ này mình cho thêm một cái thẻ kia là theo này vào cái nhập password. Cũng là cái thẻ input. Input cái thai của nó này bằng là thai của nó bằng password. Thai bằng password name name của nó pass value. Và một cái tiếp theo một cái thẻ input nữa là đây là một cái thẻ BR này. Input hai của nó submit và name của nó là bằng
Đúng rồi, xong luôn sắp luôn, không cần biết được là cái value của nó là gửi dữ liệu. Bây giờ mình sẽ hiển thị cái form, hiển thị form. Đây là cái trình duyệt của mình đã đang nhận cái dữ liệu cái kiểu này. Mình chưa clear cái trình duyệt đi nữa nên vẫn còn cái giá trị như vậy. Thì cái phần này được cái mình cho cái này chưa chưa ấy tiếng Việt nó. Đấy, trong cái form này thì mình sẽ khai báo cái method là cái phương thức của nó là phương thức post. Có hai phương thức là post và get, rồi action của nó thì mình chuyển đến một cái trang đó là xử lý .php. Mình sẽ khai báo như thế. Để hiển thị xem. Mình tắt hẳn cái trình duyệt. Clear hẳn cái trình duyệt để cho nó xóa hết cái lịch sử. Khởi động lại trình duyệt xem nó sẽ báo như thế nào. Thì như thế này là nó đã báo báo như này đúng không? Báo như này là nó báo cho chúng ta biết là cái SAM nó báo cho chúng ta biết là nó chưa 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 biết gửi đến cái file nào để xử lý. Đấy. Trong khi chỗ này mình đã đánh đến cái file là xử lý .php rồi đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ khai báo một cái file. Mình sẽ làm một cái file. File này mình mở file. File. Cái này đặt tên là xử lý .php. Mình lưu lại. Xếp ở đây, xử lý đấy, mình đã được cái file là file xử lý .php đúng không? Ở trong cái sàn mình đã được file xử lý .php rồi. Nên mình bỏ vào đây để xem nó chạy nè, chắc nó sẽ không báo lỗi nữa. Đấy, nó đã được cái xử lý .php rồi đúng không? Đấy, nên hai file đấy nó liên quan đến nhau rồi. Đấy, mình bỏ phần này đi. Rồi mình mở phần này lên bằng bằng ấy cho nó chuẩn, cho nó tắt form, tắt cái remover. Mình vào PHP và so sánh form mà bật mình stem text nhìn nó đẹp sáng sủa. Đấy, thì hiện tại là cái file file này mình đã được một cái form, cái file 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 đây local hot so sánh em mà
mảng điều một cái form đúng không, nhưng gửi dữ liệu thì nó chuyển sang cái form xử lý đúng không, nhưng mình chưa trả về đây cái gì đấy, chưa trả về đây cái gì thì chúng ta sẽ làm các cái thao tác như sau. Mình sẽ làm thao tác để lên cách thêm một cái nữa cho nó đẹp. Sạch sẽ đẹp đẽ. Thì cái trong cái form này nó có cái phương thức là phương thức vô này, và action của nó là xử lý chấm PHP này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn là lúc nãy mình giới thiệu với các bạn là cái phần là cái phần biến lấy mảng này. Thì ở đây là mình muốn nói đến cái phần là một cái mảng mình khai báo sẵn là nó có ghi tên Lan tuổi là 30 đấy đúng không. Ví dụ như mình không khai báo tên nữa, mình khai báo ở đây là ví dụ như key của nó là user ở đây mình cho nó là nam a còng gmail.com làm a còng gmail.com. Và cái phần này mình cho nó là path 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 là bằng 30 thế. Và cái echo đây mình echo là user thì mình sẽ thay key bằng user đúng không, key user và key này mình sẽ thêm vào chụp vào echo key là path đúng không. Bây giờ mình sẽ hiển thị chương trình duyệt luôn, mình là localhost môi trường giả định cho PHP, mình vào cái so sánh biến với mảng đúng không, thì mình được là lam a gmail.com đúng không, và cái path của nó là 30 đúng không. Đấy, phát là 30, phát là 30. Bây giờ tương ứng với cái này mình bắt đầu mình vào cái form này và mình làm ở trong cái form này như sau. Vào xử lý chấm php mình khai báo một cái biến, khai báo thứ nhất mình khai báo vùng làm việc php hỏi chấm php hỏi chấm khai báo một cái biến echo luôn, echo một cái biến có cái key của nó, echo một cái biến biến bot và cái key của nó là user. Key của nó là đây u user. Bây giờ mình tiến hành nhập vào bên này, mình sẽ làm a còng g.com đấy thì nó trả lại được ở đây là lam a còng với nhau.com đấy, lam còng với nhau.com đấy. Thì đây là một cái ví dụ mà nó thể hiện cái ứng dụng của cái mảng, và ứng dụng cái mảng này nó ứng dụng vào cái form này luôn, vào cái form đăng nhập này luôn đấy. Lại một chút thì ví dụ nhầm không ở trong cái phần xử lý này không không echo ra code user đâu, mình echo cái này mình sẽ print ra luôn
Green thì biến post luôn. Bây giờ đã nạp ta hết rồi. Green rồi. Rồi trong cái biến vốn. Để xem nó ra cái gì. Nó ra một cái mảng Rain luôn. Rain luôn. Bên này mình kiểm tra lại nhé, nên biến đến mảng, ví dụ như mình bây giờ mình không cho echo cái này nữa mà mình tắt hai thằng này đi. Bây giờ mình sẽ printer này. Mình cho trong đây cái biến là biến array. Mình kiểm tra. Nếu được một cái mảng array là user này, trở đến lam này. A cộng ở ngay trong con một phát là trở đến 30. Đấy. Nhưng mà cái file mảng này của mình là mình con này mình chưa cho cái giá trị gì. File xử lý .php này cái file hiển thị của mình chưa cho cái gì. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành làm lại, ví dụ như đây. Trong cái file qua xử lý này mình chỉ cho code này thôi. Đấy. Mình sẽ cho giá trị vào đây, mình sẽ cho giá trị vào cái phần được cái này đúng không, cái phần hiển thị của mình sẽ cho đây là để đây Tuấn Hoàng password như này đi, và mình sẽ gửi dữ liệu thì nó sẽ echo ra lập tức echo ra như này đúng không. Đấy. Array user là Tuấn Hoàng và path là Tuấn Hoàng và đến gửi dữ liệu. Đấy, nó echo được ba cái key thứ nhất là sub này. Giá trị của nó là gửi dữ liệu này. Đấy, key thứ nhất là user này. Và cái này là Tuấn Hoàng này. Path của nó là key key của nó là path này. Và đến giá trị là Tuấn Hoàng này và key của nó là sub này tương đương với gửi dữ liệu này. Đấy thì cái key của nó tương ứng với lại cái name ở trong cái trường trường input mà chúng ta nhập vào. Đấy, trường thứ nhất là user này, trường thứ hai là path này, tên của trường thứ hai là path, tên trường thứ ba còn là sub này. Đấy, và cái giá trị của cái này thì nó đang gửi dữ liệu. Đấy, còn cái giá trị của cái user và cái giá trị path thì nó thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình không nhập Tuấn Đăng Hoàng ở đây nữa, mình nhập là password 123 gửi đấy tập 123 đấy là nhận dữ liệu luôn đúng không. Đấy, hoặc cái tương tự như vậy, bây giờ chúng ta không dùng cái này, chúng ta vùng dùng dùng Oric chẳng nên mình dùng Oric, dùng Oric cho vào đây là cái biến là cái biến post Dona post. Đây chính là mảng Dona post chúng ta khi trở đến value. Đấy, khi trở đến value chúng ta chơi đến đây chúng ta echo value, echo
châu cái biến Mali. Thì trong các buổi học trước mình đã giới thiệu các bạn là cái value này cái gì giỏi ra đi vẫn được, hoặc không để cái value vẫn được. Bây giờ mình kiểm tra xem nó chạy như nào. Chưa có dữ liệu đâu. Đây. Luôn 1 2 3 kiểu đấy, thì đó là được cho ta ba giá trị là thành bao gồm là 1 2 3 và cái gửi dữ liệu đúng không? Đấy thì trong cái phòng lọc Polish này nó chỉ lọc ra cho chúng ta cái dữ liệu thôi, và nó không 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 lấy cho chúng ta cái key đấy, không lấy cho chúng ta cái key, không lấy cho chúng ta cái key đấy. Thì trong cái ví dụ ngắn như này mình đã giới thiệu các bạn là cái mảng trong thực tế là nó như thế nào. Thì cái mảng này đấy thì trong thực tế là chúng ta vẫn phải tồn tại các loại mảng là mảng có key và mảng không có key đấy. Thì cái mảng có key này trong thực tế là chúng ta ứng dụng vào cái gì, ứng dụng vào cái form form đăng nhập của chúng ta. Và cái form đăng nhập này thì tên của trường chính là cái key đấy, tên của trường chính là cái key, và cái file xử lý chúng ta ở đây thì lấy ra cái key. Nhưng bây giờ mình có các cái cách, ví dụ mảng biến mảng có cách echo trực tiếp này đúng không, echo trực tiếp key của nó, thì bên mảng này mình cũng echo trực tiếp ra key của nó được đấy. Thì cái nội dung ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu các bạn là cái mảng nó có key và cái tác dụng của cái key nó như nào, và cái ứng dụng của cái key nó trong cái thực tế nó như nào, ứng dụng của mảng trong thực tế là như thế nào. Đấy, qua cái bài bài về form đăng nhập này thì chính là mình đã giới thiệu các bạn là cái key của mảng và cái ứng dụng của mảng trong thực tế là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.